Rồi. Biết cái là mấy bạn biết cái là cái gì không? Đây là dâu chịu nhiệt Nhật Bản nè. Cái này là mấy cái que mà ngày xưa nó ra cái con này chắc. Mình mua 5 cây. Chúng mình thấy tạm thời cũng chưa có dấu hiệu chết. Chăm được 3 4 ngày rồi. Cái này là cái cây này mình mua cũ lâu lắm rồi mà không lớn nha. Tháng mấy 2 tháng rồi. Không lớn là không lớn nha. Cái cây này nữa nè. Quang kia nó bị xỉu. Chắc mình tưới diêm hơi nhiều. Nó đây. Cái này khá tốt mà, cái này mình hứa cho bạn mình này. Đẹp, cái này rất là đẹp luôn. Đẹp. Lá rất là nhiều đẹp. Dâu bản, dâu tây. Mình thì cũng không biết là nó có thể có trái không nữa. Các bạn thì cũng có hỏi mua trồng thử. Mình thấy ở ngoài Bắc hay trồng á, mà trong Nam này cũng hơi ít. Và cây này đứng này nè, đứng này, đứng này. Cây này cho nè. Cái này sẽ nó nhẵn như nhẵn nữa. Cái này lâu lớn lắm luôn nha bạn, mấy tháng trời nó ra được 3 lá con à. Bên đây cũng vậy, không biết sao. Hy vọng mấy cây mới về này nó sẽ tốt hơn. Nhìn lá rõ ràng là tốt hơn rồi nè, thấy chưa. Không biết là... Nhìn khá là đẹp. Chính đều đẹp. Cái này buồn hết sức, lúc hẳn tốt lắm. Chắc bị nổi diêm mà, tới hơi nhiều. Đẹp. Này, hoa hồng. Thôi xin chào bạn nha. Bạn nào mà có cái muốn trồng dâu tây mà không biết cách trồng để comment nha. Comment cho mình.